Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã đảo duy nhất của thành phố Vũng Tàu, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thành phố, trong thời gian qua, các cán bộ chiến sĩ Công an xã Long Sơn đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã Long Sơn là một xã đảo nằm ở phía bắc thành phố Vũng Tàu, có hệ thống sông ngòi và địa hình rộng lớn, khí hậu thời tiết ôn hòa và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Long Sơn là địa bàn thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp muôn nơi đến tham quan khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ ông Trần, hay còn gọi là nhà lớn Long Sơn, hoặc thưởng thức những đặc sản miền biển hấp dẫn ngay trên sông nước. Đây là những yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, song cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bên cạnh việc triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thành phố, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã và các mặt công tác nhiệm vụ, trong thời gian qua, Công an xã rất coi trọng công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, một trong những điểm sáng trong công tác dân vận của Công an xã Long Sơn đó là biết tranh thủ phát huy uy tín, tiếng nói của các chức sắc trong nhà lớn để tuyên truyền vận động. Bởi thực tế, có đến 60% dân số Long Sơn theo phong tục nhà lớn, luôn tôn trọng tiếng nói của ban hương chức, cô ba nhà lớn. Do đó, Công an xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với ban hương chức và cô ba nhà lớn để tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự nguyện tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Đặc biệt, hàng năm, nhà lớn có hai lễ lớn là lễ vía ông nhà lớn ngày 9 tháng 2 âm lịch và lễ trùng kiểu ngày 9 tháng 9 âm lịch, thu hút hàng chục ngàn người dân trên địa bàn tỉnh và du khách về dự lễ. Để góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự lễ hội, lực lượng công an xã đã thông qua sự hỗ trợ của nhà lớn để tuyên truyền du khách về dự lễ, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Nhờ đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn được nhiều đối tượng ở các nơi khác đến thực hiện hành vi phạm tội. Nhà lớn chúng tôi thì ông dạy là vì dân ở đây là phải tu theo ông nhà lớn, là tu theo là đạo làm người, ăn hiền ở lành, ăn ngay nói thật. Việc gì phải thì làm, quấy thì chừa, nhưng mà phải tu theo phép nước. Việc gì nhà nước cấm thì đừng. Trong thời gian qua thì nhà lớn cũng cùng phối hợp với công an xã Long Sơn để cùng chung nhau để lo cho bà con xã Long Sơn một ngày một thêm tốt đẹp hơn. Thực tế, hưởng ứng sự vận động của công an xã, nhà lớn đã trang bị hệ thống camera an ninh với số tiền hơn 200 triệu đồng. Được sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình của ban hương chức và cô ba nhà lớn, Công an xã Long Sơn đã tổ chức hiệu quả nhiều đợt tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông. Qua đó, chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an xã hàng chục tin có giá trị về an ninh trật tự, giúp cho lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Một trong những đặc điểm nổi bật của Long Sơn và mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương là làng bè nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên sông. Hiện nay, Long Sơn có khoảng hơn 300 hộ nuôi trồng thủy sản với gần 700 người làm trên các bè cá. Số người làm việc sinh sống trên các bè nuôi thủy hải sản và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên sông đến từ rất nhiều nơi, hầu hết tạm trú trên các bè cá. Nên công tác quản lý nhân khẩu cũng như đảm bảo an ninh trật tự của công an xã gặp không ít khó khăn trở ngại do việc kiểm tra mất nhiều thời gian, phương tiện đi lại không thuận lợi. Khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc tổ chức gặp gỡ tuyên truyền, vận động trực tiếp, Công an xã đã xây dựng nhóm trên mạng Zalo gồm những hộ nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ trên sông để thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật, giúp người dân nâng cao ý thức phòng ngừa đối tượng lợi dụng mặt nước để tổ chức cờ bạc, trốn tránh sau khi vi phạm pháp luật hoặc lợi dụng sông nước để thực hiện hành vi phạm tội. Góp phần cùng chính quyền và công an địa phương xây dựng hình ảnh đẹp, an toàn về xã đảo Long Sơn trong lòng du khách. Qua cái công tác tuyên truyền của công an xã Long Sơn, chúng tôi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Thứ nhất là an toàn thực phẩm, thứ hai nữa là trang thiết bị áo phao Thứ ba nữa là chúng tôi là có cái bình cháy chữa cháy để cái sự an toàn cho cái người du khách tới nơi đây. Năm 2023, xã Long Sơn vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu khen thưởng về thành tích đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đóng góp quan trọng vào thành tích ấy là sự nỗ lực của lực lượng công an xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Công an xã Long Sơn đã thực hiện rất tốt cái công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Long Sơn trong suốt thời gian qua. Kết quả này là một minh chứng sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Đồng thời cũng khẳng định, khi công tác dân vận biết dựa vào sức dân, vì lợi ích của dân và được nhân dân tin tưởng, thì nhất định sẽ thành công.